giờ điện dư trong người nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, dư rồi chị. Chạy vòng 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 trong người vậy phải không? Xin chào Quyền Linh. Ê, xin chào. Good afternoon, xin chào các bạn khán giả buổi chiều thật vui vẻ. Trời, rồi vô luôn, rồi vô luôn. Khoan khoan, em đợi một chút, bây giờ kêu bạn nữ em ra đã, nha. Dạ, em tên là Trương Quân Bảo. Rồi, chờ chút xíu nha Bảo. Yes, dạ, em 25. Bạn làm nghề gì? Nhỏ hơn ta 1 tuổi mà la dữ quá. Dạ, công việc em hiện tại là em học là kỹ sư điện. Bước vào công ty thứ nhất thì em đi làm đấu nước. Và sau đó là em chuyển là công việc cuối cùng em đó là chốt là nhân viên văn phòng. Ủa bà có bị điện giật lần nào chưa? Có bị rồi đúng không? Dạ mấy lần rồi, giật hoài quen hả? Chừng nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm thì quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? À biết, ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi. Cứ cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. À, nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Làm sao? Sao ông nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì là cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho anh ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Tôi có quen một người phụ nữ ở thế kỷ trước. Anh sẽ đưa em, anh sẽ nâng niu em, tránh xa khỏi những cái vết xe đổ người đi trước. Chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta làm được một việc gì đó. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? À, tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Vậy hả? Ồ. Đừng loay, không sao chứ. Sao vậy? Bị đông á. Chết rồi, không được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân lại mới. Thường á. Anh nói gì đi em, để người ta nói chị là mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy em nói nhiều. Nhưng nói thì liếm môi anh, em mất con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào. Ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không, thì anh có thể nói tặng, thì mong anh kiếm cái dịp nào tặng, chứ nói không là sốc đúng không? Ừ đúng rồi, hơi bị sốc. Đúng rồi, tại em đã nói ban đầu em mất con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi, sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi, không được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Dạ không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ý nói cả hai em không nói câu nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok, còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được, biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống. Nhưng mà tôi, thích, tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Được. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mấp mềm đúng không? Thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có da có thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Anh có rượu vô em đừng nói. Em chỉ nín thinh đi. Anh mà có rượu vô nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nói cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em không biết, tại em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu. Anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói bánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết rượu rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Con người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng là mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh, lúc anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu.
chứ phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, một hai lần đầu còn được, nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vàm, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem người ta em chửi, em quánh cái khác gì em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, thì thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm đi, đi ngủ đi cho rồi, thì đâu có chuyện gì xảy ra đúng không? Rồi em xỉn là em càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ, khỏe, nghĩ khỏe. Thích điều gì nhất ở người phụ nữ? Họ là phụ nữ. Ghét điều gì nhất ở người phụ nữ? Là họ không phải là phụ nữ. Cái duyên này nó mập mờ vậy, cái gần vô duyên đó nha. Không biết là sao? Dạ, có cái bụng đàn em ôm cho dễ. Thích có cái bụng? Dạ. Không, mà thường mấy anh đầu bếp là thường hay bụng bự lắm. Hửi hửi đồ ăn thấy là mập đúng không? Dạ. Bên mình chắc là cũng mập á, lát tôi qua tôi coi thử. Dạ, với lại cao cũng 1m69 trở lên. Sao không bảy đại đi rồi tự nhiên số 9 là... Dạ, số 9 cho đẹp chị. Bạn cao mét nhiêu? Dạ, em chỉ cao 1m50 thôi chị. Em cần mẫu bạn trai cao cao vậy để sinh con ra cho nó cũng cao luôn. Bạn ơi, bạn hạ xuống đường chút xíu, chiều cao mà. Cao nhiêu? Em cao có 65 à. Cũng được à. Không, mà bảo đảm chắc con cao á.